Tôi muốn trừng phạt tụi nó thật nặng tôi mới hả dạ, bà có biết chưa? Ông nghĩ ông còn làm được điều đó sao? Cho dù ta có bệnh thì ta vẫn là Trịnh Quý Thịnh. Chỉ cần ta ho một tiếng, ta sẽ lấy mạng người khác như chơi. Cô có biết chưa? Thay vì ông diễu võ dương oai thì ông nên tìm một cái cây gậy chống thì sẽ hợp hơn đó. Bà cả đâu? Bà cả. Ông có gân hết cả cổ lên cũng chẳng có ai thèm nghe và chẳng ai quan tâm. Ông đừng có trách họ. Họ làm gì mà dám xông vào đây khi chưa có lệnh của tôi chứ? Tôi mới là người nắm quyền trong nhà này. Khốn nạn, tao giết mày. Sao rồi? Nhân lúc ông còn chưa chết, tôi muốn ông nghe cho rõ đây. Ngày mà ông lê lết như một con chó, quanh mình không một ai yêu thương mình thiệt tình, nhà cửa thì tan nát, con cái thì tù đầy, tất cả là do công của tôi đó. Là do tôi. Ông thấy tôi giỏi không? Hả? Sao? Ông còn trợn mắt lên nhìn tôi hả? Nhìn tôi cái gì? Hả? Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.